chưa? Ghê không? Bốn ba gì đó các bạn. Rồi lái vô lăng chạy xe tăng phải không? Đâu có cần ben gì các bạn. Tay ben của anh bây giờ anh bỏ luôn rồi. Tại cái máy này tay ben nằm bên bên cái cần lái gì các bạn ơi. Chiếc kéo à. Đây chiếc này các bạn, kéo đường xa máy 85 chạy quá chạy hai chiếc kéo mới kịp.
hỏi đây chị vô các bạn ơi, đầu quá dài xa lắm các bạn, đứng ở đây mình chưa thấy đầu đâu chứ. Rồi máy kéo rồi, hai con máy kéo rồi nha các bạn, thì máy này chạy bốc quá mà hai một con là đi theo máy này sẽ không nổi các bạn ơi, hai con không có chút bay gì đó các bạn. Rồi, lái vô lăng chạy xe tăng phải không, đâu có cần ben gì các bạn, tay ben của anh là anh bỏ luôn rồi, tại cái máy này tay ben nằm bên bên cái cần lái gì các bạn ơi, không biết ông nội này không có chế lại không, rồi sao không lái tay ben gì cho nào, ben lên xuống để mất không chạy luôn, ghê không, chơi mất một các bạn, máy này cũng quá mạnh, cũng đâu thua 93 rồi đâu, chạy gắt lộ nó cũng quá giọt các bạn ơi. Trong đó là ngay bờ kênh chủ ruộng hay gì vậy, thế hai con máy kéo máy ghê lắm, chạy gì mới hai kéo cái vậy xin như quỷ các bạn ơi. Rồi các bạn, con này lúc trước mua là 703 chính xác, 703 gì các bạn, 703 trong công ty nữa, bây giờ không biết bao nhiêu, giờ nghe nói còn 600 mấy các bạn ơi, chưa hàm mà hứng không kịp. Trời tao nghe bướm này rồi. Đi xe bi cho các bạn ơi. Ở trời máy này chạy dữ rồi. Còn cái này thì dân số siêu phà thủy nông ở Nam cộng nha các bạn ơi. Nổi chứ các bạn nổi đâu. Cái thứ mất kịp mà chạy chừa hàng ra gì mà còn hai xe kéo mà kéo. Xe kéo nó đủ xa mà kéo vào kia căng luôn á. 35 nó xong rồi. Chạy ra đi vô cái là xong. Đứng này, cậu này hứng bệnh luôn á.
kéo mấy cái khủng long không, mà kéo cũng